Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Thưa quý vị và các bạn, làn da đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nên nhan sắc của người phụ nữ. Hàng ngày chúng ta dành rất nhiều thời gian để chăm sóc da với mong muốn sẽ có một làn da trắng sáng, khỏe mạnh. Thế nhưng mà không phải ai cũng hiểu về cấu tạo của làn da và từ đó tìm ra một phương pháp chăm sóc da phù hợp. Tất cả những câu trả lời sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay với hai vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, xin chào bạn Vân Trang. Xin chào bạn. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và vị khách mời thứ hai đó là chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, chị Hải Yến. Xin chào bác sĩ ạ, xin chào chị Vân Trang, xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh. Thưa bác sĩ, chị em phụ nữ sau tuổi 30 thì thường gặp những vấn đề về da như là nám, sạm rồi là lão hóa. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được không ạ? Vâng, như chúng ta biết là cái tình trạng da nám, da sạm thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến cái sắc đẹp của trẻ em phụ nữ chúng ta. Về nguyên nhân thì nó chính là cái tình trạng là tăng cái sản xuất tố melanin ở da. Chúng ta biết là khi mà cái sắc tố melanin nó tăng nhiều ở trên da thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng làm cho da sạm, da nám. Đặc biệt là chúng ta biết là đối với cái sắc tố melanin này thì nó được sản xuất bởi các cái tế bào melanocyte ở vùng hạ bì của da, và nó cũng được điều hành bởi một cái loại enzyme đó là enzyme tyrosine. Vâng, thế nên là khi mà có dưới những cái tác động ví dụ như cái ánh sáng mặt trời hoặc là một số những các cái yếu tố thì nó sẽ làm cho kích hoạt những cái enzyme tyrosine này, và nó làm cho các cái tế bào melanocyte nó sẽ sản xuất ra nhiều hắc tố melanin. Như vậy là để có một làn da trắng sáng, khỏe mạnh thì việc chăm sóc là vô cùng cần thiết. Là một người làm việc trong lĩnh vực làm đẹp thì chị Hải Yến có thể chia sẻ phương pháp chăm sóc da để chúng ta có thể tránh được những tác nhân có hại từ bên trong và cả bên ngoài được không ạ? Đối với chị em phụ nữ thì thông thường có 4 cách để thực hiện chăm sóc dưỡng da chuyên sâu. Thì cách thứ nhất đó là chế độ dinh dưỡng. Có rất là nhiều cái thực phẩm để hỗ trợ cho việc là giúp da trắng sáng hơn, như là cà chua, trà xanh và các loại quả có múi và chứa nhiều vitamin C thì sẽ giúp cho việc tăng cường mà chống lão hóa, giúp da căng bóng và trắng sáng hơn. Cách thứ hai đó là chế độ về sinh hoạt. Cho dù mình có một làn da trắng sáng đến đâu nhưng mà nếu như mà không có chế độ chăm sóc hợp lý thì một thời gian sau này cũng sẽ gây lên những cái tác nhân gây đến mụn và da càng ngày càng thâm nám, thậm chí là bị tổn thương. Phương pháp thứ ba đó là chúng ta sẽ phải sử dụng những cái biện pháp bảo vệ da trước khi mà mình đi ra ngoài môi trường bên ngoài, ví dụ như sử dụng áo chống nắng hoặc kính, mũ và kem chống nắng trước 15 hoặc 20 phút. Cái phương pháp thứ tư mà các chị em đang hướng tới sử dụng đó là sử dụng những cái dưỡng chất đưa vào cơ thể để giúp cho làn da của mình trắng hơn. Cái dưỡng chất hiện đại bây giờ nhất mà mọi người đang sử dụng đó là cái công nghệ sử dụng là nano glutathione. Đối với cái sản phẩm mà Nai Beauty thì sẽ hỗ trợ cho chị em khi dưỡng trắng. Như vậy chúng ta cần phải không chỉ bảo vệ da từ bên ngoài mà còn cần phải dưỡng da từ sâu bên trong. Vậy thì theo chị Hải Yến, trong quá trình dưỡng trắng sáng da thì chúng ta cần phải lưu ý gì để có thể đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Có những cái lưu ý khi mà mình sử dụng các cái liệu trình làm trắng da thì thứ nhất là khi mà mình mà sử dụng cái liệu trình làm trắng da thì mình phải biết được là cái bản chất da của mình có đang khỏe hay không, cái nồng độ pH trên da có cân bằng hay không, da của mình có da khô hay không, da mụn và da tổn thương hay không, để mình sử dụng cái phương pháp làm trắng làm sao hiệu quả nhất và đạt được cái kết quả tối đa nhất. Chính vì thế cho nên chúng ta hãy sử dụng những cái phương pháp hỗ trợ từ uống từ bên trong, cũng giống như việc kết hợp chúng ta bôi và bịt bọc từ bên ngoài thì cái sản phẩm Nai Beauty rất là hợp lý giúp các chị em giúp da của chúng ta có thể trắng sáng hơn ạ. Xin được cảm ơn những ý kiến tư vấn và chia sẻ đến từ hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là để có một làn da khỏe, đẹp thì chúng ta cần phải chú trọng tái tạo nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, cùng với đó là bảo vệ cả bên ngoài. Chúc quý vị sau khi nghe được câu chuyện này thì sẽ có một phương pháp chăm sóc da một cách đúng đắn, làm sao để chúng ta sẽ luôn có một vẻ ngoài rạng rỡ. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đẹp 24/7 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để có cơ hội nhận được phần quà của nhãn hàng Nice Beauty, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh của mình về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp24/7.vtv@gmail.com. Phần quà của chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!
Đặc biệt, Nice Beauty là sản phẩm được những chuyên gia đầu ngành của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam nghiên cứu và phát triển với công nghệ Nano Glutathione độc quyền tại Việt Nam, thỏa mãn mọi khách hàng khó tính. Nice Beauty đã giải cứu hàng triệu phụ nữ Việt và được rất nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng sử dụng và khuyên dùng. Sở hữu hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc với hàng nghìn thành viên và giúp hàng nghìn phụ nữ tự chủ kinh tế, xóa tan nỗi lo về làn da, đem đến hạnh phúc và sắc đẹp cho các chị em. Hãy trở thành người phụ nữ xinh đẹp và tự chủ ngay hôm nay. Hiện nay, Nice Beauty đang tuyển đại lý, nhà phân phối trên toàn quốc để góp phần sẻ chia và giải cứu làn da cho tất cả các chị em phụ nữ. Bốc máy lên và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay. Bốc máy lên và liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.